Rõ mắc nợ người khác nên phải trả lại Không cho là khổ Nếu người không nhớ đã mắc nợ Bị chủ nợ cưỡng đoạt Thì sân não mà sinh khổ Hỏi Khổ thọ là pháp của tâm tâm số Còn thân như cây cỏ Lìa tâm thời không chi giác Làm sao nói thánh nhân chỉ thọ thân khổ Đáp Người phàm phu khi thọ khổ tâm sanh sầu não Bị kiết sử sân sai khiến Tâm chỉ hướng theo năm dục Như Phật nói Người phàm phu trừ năm dục ra không biết còn có cách ra khỏi khổ, trong khi thọ vui thì bị kiết sử tham dục sai khiến, trong khi thọ không khổ không vui thì bị kiết sử vô minh sai khiến. Người phàm phu khi thọ khổ, bên trong chịu ba thứ độc khổ, bên ngoài chịu lạnh nóng, roi, gậy khổ, như người bên trong bị nóng lạnh, bên ngoài cũng bị nóng lạnh. Như kinh nói: người phàm phu bị mất vật yêu quý thì thân tâm đều chịu khổ như hai mũi tên cùng bắn vào còn các hiền thánh không có cái khổ yêu sầu chỉ có thân khổ chứ không còn khổ gì khác lại nữa cái khổ tương ứng với năm thức và cái khổ do ngoại duyên roi gậy lạnh nóng đưa đến ấy là thân khổ tàn dư của khổ ấy gọi là tâm khổ lại nữa tôi nói pháp hữu vi vô lậu vì không ưa đắm nên không khổ thánh nhân còn có thân là hữu lậu pháp hữu lậu thời khổ có lỗi gì đâu đó là thân cuối cùng chịu khổ cũng chút ý thôi hỏi nếu vô thường tức là khổ thì đạo cũng là khổ làm sao lấy khổ để lìa khổ đáp vô thường tức là khổ là vì năm thọ uẩn còn đạo tuy là pháp tạo tác nên vô thường nhưng không gọi là khổ vì cớ sao vì nó hay rất khổ, không làm sanh ra tâm ưa đắm, cùng với trí không, vô ngã hòa hợp. Chỉ là vô thường mà chẳng khổ. Như các A-la-hán khi đắc đạo nói, chúng ta không tham sống mà cũng không ưa chết nhất tâm và trí tuệ. Chờ thời đến thì đi. Lúc Phật vào Niết Bàn, các vị chưa ly dục như an nan vì chưa khéo tu tám tránh đạo nên đều than khóc ưa sầu các vị Anaham đã ly dục thì kinh ngạc, các vị lậu tận a la hán thì tâm không biến đổi, chỉ nói. Con mắt, thế gian diệt mau quá. Do sức đắc đạo nên tuy theo Phật được lợi ích lớn, biết trọng công đức, vô lượng của Phật mà không sanh ra khổ. Do vậy, biết đạo tuy vô thường mà chẳng phải nhân duyên sanh ra khổ, nên không gọi là khổ, chỉ có thân năm thọ uẩn là khổ, vì sao? vì ưa đắm, vì vô thường bại hoại như nghĩa chữ khổ đã nói ở đoạn nói về thọ niệm xứ. Lại nữa, khổ, có thân thường là khổ, vì ngu si nên không biết như nói. Vì cợi xe mệt mỏi, tìm cầu chỗ đứng rừng, vì đứng dừng mệt mỏi, tìm cầu chỗ ngồi nghỉ. Ngồi lâu bị mệt mỏi, tìm cầu chỗ nằm yên, mệt mỏi do động tác mới đầu vui sau khổ, xem ngó, thở ra vào co, duỗi, ngồi, nằm, dậy, đi, đứng và qua lại, việc ấy đều là khổ. Hỏi, năm thọ uẩn ấy tất cả đều là khổ hay vì quán tưởng khổ nên khổ? Nếu tất cả đều khổ, tại sao Phật dạy có ba thứ thọ là thọ khổ, thọ vui, thọ không khổ không vui? Nếu do quán tưởng khổ nên khổ, tại sao Phật nói khổ đế là thật khổ? Đáp: năm thọ uẩn tất cả đều khổ người phàm phu do bốn điên đào bị dục bức bách lấy năm dục làm vui như người bôi ghẻ lỡ cái đau đớn tạm ngưng nên cho là vui chứ ghẻ lỡ chẳng phải là vui phật dạy ba thứ thọ là vì theo thế gian chứ trong phật pháp chẳng phải là vui nếu trong năm thọ uẩn thật có vui cớ sao phật dạy dứt năm thọ uẩn gọi là vui lại nữa, tùy chỗ ưa thích tâm vui thời xanh vui, không nhất định. Cái vui nếu là có thật nhất định thì không cần chờ có tâm ưa đắm, như lửa thật nóng thì không đợi ưa đắm nó vẫn nóng. Vì cái vui không nhất định cho nên gọi là khổ. Lại nữa, cái vui điên đảo của thế gian hay mắc phải vô lượng quả báo khổ đời này đời sau. Cho nên gọi là khổ. Thí như trong biển nước lớn chỉ bỏ vào một ít độc không làm cho nước đổi khác cũng như vậy. Cái vui theo độc điên đảo của thế gian không hiện ra dựa biển nước tất cả đại khổ như nói. Khi từ trời xanh xuống địa ngục nhớ việc hoan lạc ở trên trời, cung quán, thể nữ đầy trước mắt, vườn hoa, ao tắm để vui thích, lại thấy lửa ngục đến đốt thân, tợ như lửa lớn đốt rừng tre. Khi ấy tuy thấy vui trên trời, luống tự cảm tiếc không ích gì sự nhíp bà duyên của khổ tưởng này cũng giống vô thường tưởng các cách phân biệt khổ như vậy gọi là khổ tưởng vô ngã tưởng khổ thời là vô ngã vì cớ sao vì trong năm thọ uẩn đều là khổ khổ tưởng là không có tự tại nếu không tự tại ấy thời là vô ngã nếu có ngã tự tại thời không thể làm cho thân có khổ như nói có các người vô trí, chấp thân tâm là ngã, vừa gần đính chắc cứng. Không biết pháp vô thường, thân này không ai làm, cũng không có người thọ, thân này là vô chủ. Mà làm đủ các việc, duyên nơi sáu căn trần, sáu thức được sanh ra, do ba sự hòa hiệp. Làm duyên sanh ra súc, do súc làm nhân duyên, có thọ niệm, nghiệp sanh, như mặt trời, gương cỏ. Hòa hiệp sanh ra lửa căn trần thức hòa hiệp thành sự nghiệp tạo tác tương tục tương tự có. Như giống có mầm cành. Lại nữa ngã tướng là không thể có được cho nên vô ngã. Hết thảy pháp vì có tướng nên biết là có. Như thấy khói cảm giác nóng nên biết có lửa. Đối với năm trần mỗi mỗi khác biệt nên biết có căn. Suy nghĩ trù lượng các pháp nên biết có tâm tâm số pháp. Còn ngã này không có tướng cho nên biết vô ngã. Hỏi, có hơi thở ra vào, thời đó là tướng ngã. Xem ngó tâm thọ mạng, khổ vui, thương ghét tinh cần. Chấm, chấm, ấy là tướng ngã. Nếu vô ngã thì ai có hơi thở ra vào, xem ngó tâm thọ mạng, khổ vui, thương ghét tinh cần. Chấm, chấm, đó cho nên có ngã ở bên trong lay động phát xanh vậy tâm thọ mạng cũng là ngã nếu vô ngã thì như châu không chế ngự có ngã mới có thể chế ngự tâm vào pháp không cho phóng giật nếu vô ngã thì ai chế ngự tâm thọ khổ vui là ngã nếu vô ngã thì như cây cỏ không thể phân biệt khổ vui thường ghét tinh cần cũng như vậy ngã tuy vi tế không thể dùng năm căn biết được chỉ nhân nơi tướng có thể biết là có đáp các tướng ấy đều là tướng của thức có thức thời có hơi thở ra vào xem ngó thọ mạng chấm chấm nếu thức lìa thân thời không có các việc ấy cái ngã của các ông là thường hằng và biến khóc vậy người chết cũng nên có sự xem ngó hơi thở ra vào và thọ mạng chấm chấm lại nữa hơi thở ra vào chấm chấm là sắc pháp theo sức gió của tâm lay động phát sanh, đó là tướng của thức không phải tướng của ngã. Thọ mạng là tâm bất tương ưng hành pháp cũng là tướng của thức. Hỏi, nếu vào vô tâm định hoặc khi ngủ không mộng cũng có hơi thở ra vào, có thọ mạng, tại sao nói đều là tướng của thức? Đáp, trong vô tâm định tuy thức tạm không, nhưng không lâu phát sanh lại vì thức không bỏ rời thân, lúc có thức. Hoạt động nhiều lúc không có thức, hoạt động ít cho nên gọi là tướng của thức như người ra đi, không thể nói nhà ấy vô chủ. Các thứ khổ vui, thương ghét tinh cần chấm chấm là pháp tương ứng với tâm, cùng chung sở duyên, theo tâm hành động nên tâm có thì liền có, tâm không thì liền không. Do vậy biết đó là tướng của thức chứ chẳng phải tướng của ngã lại nữa, nếu có ngã, ngã có hai thứ là hoặc thường hoặc vô thường, như nói. Nếu ngã là thường, thời không thân sau, vì thường, không sanh, cũng không giải thoát. Không quên, không làm, do vậy cho nên biết, không kẻ làm tội phước, cũng không có kẻ thọ, bỏ ngã và ngã sở. Vậy sau được Niết Bàn, nếu mà thật có ngã, không nên bỏ ngã tâm, nếu ngã là vô thường, thời nên theo thân diệt như bờ lờn ra nước cũng không có tội phước như vậy ngã và kẻ biết kẻ không biết kẻ làm kẻ không làm như đã nói trong đoạn đàn ba la mật vì không có được ngã tướng nên biết hết thải pháp vô ngã nếu biết hết thải pháp vô ngã thời không nên sanh tâm chấp ngã nếu không tâm chấp ngã và ngã sở ngã ngã sở ra lìa thời không có trói buộc nếu không trói buộc thời là niết bàn thế nên hành giả nên thực hành vô ngã tưởng hỏi, vô thường, khổ, vô ngã là một sự hay ba sự? Nếu là một thì không nên nói ba, nếu ba cớ sao Phật dạy, vô thường tức là khổ, khổ tức là vô ngã. Đáp, chỉ là một, đó là thọ thuộc pháp hữu lậu, vì phân biệt theo mặt quan sát nên có ba thứ sai khác nhau. Tương ứng với hành tướng vô thường, ấy là vô thường tưởng, tương ứng với hành tướng khổ, ấy là khổ tưởng tương ứng với hành tưởng vô ngã, ấy là vô ngã tưởng. Vô thường, không làm cho rơi vào ba cõi. Khổ, làm cho biết tội lỗi trong ba cõi. Vô ngã, thời xả ly ba cõi. Lại nữa, vô thường thì sanh tâm nhàm chán, khổ thì sanh sợ hãi, vô ngã thì kéo ra khiến cho giải thoát. Vô thường là Phật nói năm thọ uẩn là vô thường, khổ là Phật dạy, vô thường thời là khổ, vô ngã là Phật dạy khổ tức là vô ngã. Vô thường là Phật chỉ thị tướng diệt tận của năm thọ uẩn, khổ là Phật chỉ thị như mũi tên găm vào tâm, vô ngã là Phật chỉ thị tướng xả ly. Vô thường là chỉ thị dứt ái, khổ là chỉ thị dứt tập khí ngã mạn, vô ngã là chỉ